Chào các bạn nha, bữa nay mình đi bắt hồi nãy giờ. Đi hồi nãy giờ được nhiêu đây đây? Đây, các bạn thấy chưa? Đó, đi bắt hồi nãy giờ được như đó đó. Đây là khoảng 2kg nha các bạn. Ốc này ốc tự nhiên nha, không phải ốc nuôi nha. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị lên đường về thôi. Bây giờ cái khó khăn là lên cái dốc này nè. Các bạn thấy dốc này chưa? Dốc này nó cao khoảng là 6m từ 48. Các bạn thấy chưa? 6m từ cho 48 đó, các bạn còn nhiêu là tự các bạn biết nha. Các bạn nhớ xem video 2-3 phút rồi comment nha, để mình và các bạn đều ảnh hưởng, mà các bạn ảnh hưởng nặng hơn mình đó. Rồi, chạy lên thôi. Không biết lên nổi hay không nữa nè. Đụt hai bánh, lúng rồi. Lúng rồi, không được. Lúng rồi, phải xuống. Xuống lên cái bờ này đó. Ít cho mặt, đúng quá. Trời ơi. Trời, 2 kg ốc. Không nhiêu tiền về, tốn 15.000 tiền rửa xe rồi. Rồi, thôi lên. Là mất cái đoạn clip này luôn. Bạn thấy bên kia một cánh đồng nữa chưa? Đó, bên đó một cánh đồng nữa đó. Mà quá thôi giọt. Rồi. Đây là bây giờ mình quay về thôi. Dạ ốc này. Các bạn nhớ xem khúc cuối mới hấp dẫn nha, khúc cuối video muốn hấp dẫn nha. Bây giờ chưa hấp dẫn đâu. Lên cái dốc, cái xe nó chạy mà mình mệt. Trời ơi. Cái xe nó chạy lên dốc mà sao mình mệt dữ không biết nữa. Các bạn thấy con đường quanh co uốn lượn đẹp chưa? Các bạn có biết tại sao mà cái con kinh mới mà nó không đi thẳng mà nó ôm cua vậy không? Cái đó là do những người ở ngoài đầu mới hồi xưa người ta không cho móc kinh nha các bạn. Người ta không cho móc kinh. Rồi những người bên đây mới cho móc, chấp nhận đền bù để cho móc. Cho nên con kinh nó phải uống vậy thôi, uống lượng vậy thôi. Chứ đúng ra con kinh mới nó phải thẳng ốc mới đúng nha, nó phải thẳng băng một đường. Nó gọi là kinh sáng. Các bạn thấy mặt trời chiều đẹp chưa? Hoàng hôn. Đó, mặt trời các bạn không thấy đẹp không? Không biết các bạn thấy mặt trời không? Chứ mình không thấy. Hoặc là mình không thấy được cái gì. Thấy cái vàng vậy thôi. Rồi. Rồi bên kia. Bên kia có hai người đang bắt ốc bắt cái rồi. Ý, có con cò nó bay kìa, đẹp quá. Trời ơi, con cò voi. Trời ơi, con cò vẫn còn được lên TV, lên bên mạng luôn. Các bạn thấy chiều mát quay cảnh đẹp không? Trưa nắng quay nó bị chá quá.
dán đoạn tiếng khúc nha các bạn, thông cảm nha. Nhiều khi nó bị mất tín hiệu, nó mất tiếng khúc nha. Quay gần vô, quay vô sớm nhà. Đó các bạn thấy không, trong sớm nhà cái những cây anten của phủ sóng điện thoại đó các bạn thấy không, quá trời luôn. Bởi ở đây sóng mạnh lắm, ở đây là sóng không thiếu đâu, cái xã mình nó mất đến mấy chục cây anten nữa các bạn, ở đây sóng rất là mạnh. Bạn nhớ xem video sau nha. Đó khúc này nè, như mình nói là khúc này mới là khúc hấp dẫn nhất trong cái video, tức là ốc bữa nay mình bắt là ngày chiều mai mới luộc nha, phải ngâm 24 tiếng nha, ngâm nước 24 tiếng, tại vì cái này mình bắt là ốc đồng nha các bạn, nó không luộc nó là nó hơi dơ, bắt giờ mình phải ngâm 24 tiếng cho nó nhả ra, sau đó ngâm muối 1 tiếng, ngâm nước muối một tiếng đồng hồ xong rồi thì hấp coi. Rồi nó sắp tới cây cầu nè, hồi nãy mình đi rồi. À, lúc đó nãy mình đi ngang qua, bây giờ mình quay tới giờ nó. Bạn thấy có mấy người đứng trên cầu vui chưa? Có một chiếc xe lôi chở cỏ. Lôi đi cắt cỏ. Rồi chạy luôn. Đó, các bạn nhìn thấy anten nó phủ đầy hết luôn đó. Tên trong xóm nhà nó cũng đầy nữa, ở đây sống rất là mạnh. Rồi tới đây thôi, chào các bạn nha, cái điểm này hậu tưa bắt đầu là bây giờ mình kết thúc. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip ốc hấp gừng nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.